Rồi em chào tất cả anh em mình nha. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Em lên cho anh em một con máy Kubota nữa. Cái này là EG65 thôi, không có chừa máy không con? Không. Không có chừa máy. Kubota EG65. Ngoại hình nữa thì nói chung là không được đẹp nha. Cái nước sơn này lâu ngày nó bị nổ nè anh em. Nước sơn lâu ngày bị nổ, còn cái phần này xong nó đẹp quá trời luôn, cái này nó chắc trong áo hay gì không? Có áo đâu. Có cái áo hàng chi, nằm trong áo này nó quá trời đẹp. Là anh em nhìn bánh trứng nè. Nó dày một cái luôn, mấy cái dòng này thì anh em bơm nước ruộng là không còn gì qua luôn. Có một số anh em là mua mà về bỏ đồng á, cái máy không đẹp nhưng mà chất lượng thì bảo đảm anh em, mấy dòng cua ta là không có dòng nào qua nói chứ. Tuyệt vời, dùng chữ tuyệt vời chứ không có nói chữ gì nữa chứ. Cái này là Kubota EG65 bê tông 90 ly. Chạy rất là lợi dầu. Thứ hai là nhẹ quay, thứ ba là nhạy nổ. Không có thằng nào qua Kubota cho anh em. Nhưng mà em cũng nói trước cái nữa là mới buồn cái nữa là máy này nó không có bô nữa anh em ơi. Mất bô này lỗ nữa rồi. Đau lòng quá. Con này số seri của nó, này có để EG65 nè anh em nhìn thấy không? Số seri là 67027. 67027 anh em ơi. Cát nước thì ok. Cái này là em bao anh em cát nước nè. Cát nước còn nước xanh luôn. Ốc này thì hơi sét tí xíu nha anh em. Còn cái này thì cái ống này gum mới thay nè. Cái này thì em nghĩ cũng không quan trọng, nếu anh em nào mà về có nước sơn xịt mình sơn vô vẫn được ha. Hơi đau lòng xíu, máy mà bắn lỗ là đau lòng mày. Hôm nay cái lô này về là thấy cắn chớp nè, bu là nó gì đây, cái lóc rất là đẹp nha nè, lóc còn rất là đẹp, chỉ có cái bánh chớn là nó dở thôi. Bánh chấn là nhìn thấy nó hơi sét, còn tất cả đều nguyên nguyên bản hết. Máy này mình có làm gì không con? Mất hơi với ra rồi. Cái máy này mất hơi là mình mở nắp cục chụp cò đúng không? Đúng rồi. Cái này là bên em có mở nắp chụp cò nha anh em. Còn bét bọng thì có làm gì không con? Bét thì là hoàn toàn làm bao nhiêu hết ha. Giờ đau lòng quá. Rồi nhờ con trai test hàng giùm ngay con trai. Buồn buồn anh làm chi anh ơi, không khói luôn. Cái điều nó mất cái bô. Cái này anh em bơm nước một cái hết bài luôn anh em ơi, dòng này mạnh dữ lắm, mạnh. Nó ra tì. Con ngồi lên nó hay luôn. Ra tì giá cả luôn. Còn đây nó ra tì nữa đâu.
trên đi rất là dữ luôn anh em, dòng vua ta này nó dữ lắm. Rồi để em tắt mình nha. Rồi vua hết ra con cành đất luôn. Nó sung nữa rồi đó. Cái nó sung nó rồi xuống nó không chịu tắt anh em ơi. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em và con cô bác mình này luôn nha. Cái này hiện trạng là thiếu cái bô lửa. Thiếu cái bô lửa, còn ngoại hình thì cái thùng dầu nó hơi xét nha anh em. Cái này em bán cho anh em là 6,5 triệu, phí ship 400 ngàn anh em ơi. 6,5 triệu phí ship 400 ngàn. Hơi đau lòng tiếng anh em, thiếu cái bô. Còn cái áo ngoài thì nữa anh em nào có chốt thì để em gắn lại cho anh em mình ha. Còn cái bô lửa thì bên em nó bị bể cái chân này, không biết hàng được không. Nếu mà hàng được thì em gắn lại cho anh em mình ha. Bô lửa nó bị bể cái chân. Vậy hai máy nó đập nhau sao em không biết, nhưng mà nó bị bể chân. Rồi cho em xin nhắc lại lần nữa ha. Cái máy này em tính anh em 6,5 triệu. Còn phí ship là 400 ngàn. Còn phương thức thanh toán thì rất đơn giản anh em. Anh em cọc đúng cái tiền phí ship. Phần còn lại khi anh em nhận hàng kiểm tra máy, Suzuki test máy ha, đúng như hiện trạng thì anh em thanh toán với shipper. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ cùng gia đình anh em ơi. Những chiến tướng nhà em nè. Rồi chào tạm biệt anh em.